Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp hải phòng.com, và em là Kiên Xe Đạp. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng touring cũng khá là phổ biến của hãng Giant, một trong những cái hãng mà xe đạp nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Và dòng touring này thì như các bác biết thì những cái ở video trước thì em đã có rất là nhiều cái video giới thiệu các cái dòng touring khác của hãng Giant. Thì trong video này em sẽ giới thiệu về dòng hãng Giant FCR 3300. Như các bác biết thì dòng FCR là một cái dòng touring bánh 700 rất phổ biến của Giant. Nó có FCR 3100, 3300, 3500. Thì trong video này là chúng ta đang nói tới là xe touring FCR 3300. Và bây giờ em sẽ đổi camera để cùng các bác đánh giá chi tiết chiếc xe này. Vâng, và như trong khung hình đây thì các bác đang nhìn đang thấy tổng thể chiếc xe đạp touring Giant FCR 3300, một dòng rất phổ biến của hãng xe Giant FCR 3300. Thì về cấu tạo của chiếc FCR 3300 này thì nó cao cấp hơn 3100 ở cái điểm là nó có 9 níp. Con FCR 3100 thì sẽ có 8 níp, còn con FCR 3300 thì sẽ có 9 níp và 3 đĩa. Còn 3300 thì trang bị là 3 đĩa, còn nếu mà FCR 3100 thì trang bị chỉ có 2 đĩa thôi. 2 đĩa và 8 níp, còn FCR 3300 thì là 3 đĩa và 9 níp. Và FCR 3100 thì chỉ trang bị bộ chuyển động Shimano Toolay, trong khi đó FCR 3300 thì trang bị bộ chuyển động Shimano Antut cao cấp hơn 2 lần so với bộ chuyển động Shimano Toolay. Ngoài ra đánh giá về khung thân khung sườn thì vẫn tất cả các cái dòng xe đạp touring cao cấp của hãng Giant thì đều mang trong mình công nghệ Alu XX, một cái công nghệ chế tạo nhôm, khung nhôm rất là độc quyền của hãng Giant, giúp cho tất cả những cái chiếc xe đạp của hãng Giant có trọng lượng nhẹ và bền hơn, nhẹ hơn so với các cái hãng xe đạp khác. Cho nên là hãng Giant là một cái hãng xe đạp rất là phổ biến trên thế giới, mà không muốn nói là một cái hãng xe đạp lớn nhất thế giới bây giờ. Chiếc xe này là chiếc xe được phân phối chính hãng, cho nên các bác có thể thấy là cái tem mã vạch đây. Về đánh giá về nước sơn thì em đánh giá là xe này thì nước sơn là khá là đẹp, gần như không có một cái vết xước nào lớn. Về những cái chỗ dễ xước nhất như là chỗ càng ấy thì chúng ta cũng không thấy vết xước, rất là ít vết xước luôn. Cái xe này rất là mới. Chúng ta thử cùng đi đến bên này của chiếc xe, phía bên này. Xe được trang bị phanh Shimano BB5 phanh cơ. FCR 3300. Size của chiếc xe là size XS, tức là extra small, tức là siêu nhỏ. Thì xe này thì sẽ phù hợp với những người cao từ 1m58 cho đến 1m68 là có thể đi phù hợp. Đằng sau chúng ta cũng xe cũng được trang bị cái bánh phanh là BB5, rồi Mayer hiệu Giant, Mayer nguyên cặp, cũng là Mayer hiệu Giant luôn. Chúng ta thấy chiếc vành thì cũng có logo này, Giant này. Đằng trước thì chúng ta cũng được trang bị bộ chuyển động, bộ sang đĩa Shimano Antut. Bộ chuyển động sang đĩa Shimano Antut.
khóa yên. Về phần yên của xe này thì rất là đẹp, không có bị rách một chỗ nào cả. Ghi đông, phốt tăng khá là đẹp. Cái này là cái tem, cái tem chứ không phải vết chảy xước. Tem đằng trước chúng ta cũng có một cái bánh giống đằng sau nguyên cặp. Trên tay chúng ta thì có dạng tay cầm là tay bằng và có tay chuyển số, một bên tay phải thì là 9 tầng để chuyển níp và bên tay trái là 3 tầng để chuyển đĩa. Vâng, và đây là tổng thể chiếc xe đạp Zion FCR 3300. Vâng, và em đã đánh giá xong, tiến hành đánh giá xong chiếc xe đạp Zion FCR 3300. Và các bác quan tâm đến giá bán của chiếc xe đạp này thì hãy liên hệ qua với em qua số Zalo là 0975 709 943. Vâng, đây. Số Zalo là 0975 709 943 để em tư vấn giá bán và các cái chế độ các bác được hưởng nhé. Và ngoài ra thì nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao hoặc là xe đạp các cái cách sửa chữa, hướng dẫn xe đạp thì các bác hãy ấn đăng ký kênh ở trên YouTube và ấn like video để ủng hộ em làm những video mới. Ở trên Facebook thì các bác kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Ngoài ra em còn bán các cái đồng hồ đeo tay Nhật Bản cũ như là Citizen, Orient, Seiko. Các bác quan tâm thì hãy lên trên Facebook và YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này. Vâng, xin cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau ạ.